Hey, chào các bạn đã quay trở lại với góc thủy sinh 8m2. Ở trước mặt các bạn, mà hồi mà các bạn đang thấy ấy, là chiếc hồ hồi đầu mình làm cho series Chiếc Hồ Chiêu. Lúc đấy nội dung chủ yếu chia sẻ về những việc thư giãn khi mình chăm sóc hồ, đơn giản, nhẹ nhàng. Tuy nhiên giờ thì khác, mình đặt ra mong chờ cao hơn cho series Chiếc Hồ Chiêu. Trọng tâm là cảm giác yên bình, thư giãn cho người xem. Hơn nữa nha, mình còn khoe tới các bạn về các hồ thủy sinh rất đẹp của chính anh em Việt Nam làm. Nghe thú vị ha. Thật ra là chiếc hồ này không hợp nữa rồi. Mình bỏ bê đâu đó cũng cỡ 4 tuần, thấy hụt nước thì châm thêm vô thôi. Nên là hôm nay mình quyết định lật hồ. Ban đầu mình tính lật lẹ lẹ làm gọn gàng thôi. Cái lại chợt nghĩ nghĩ, cái dở của mình có khi lại là kinh nghiệm hữu ích cho các bạn khác. Thành ra là mình tranh thủ quay nhanh, chia sẻ tới các bạn cái dở nhất khi mình làm hồ này là chọn sai cây. Cái sai đầu tiên của mình là làm tường dương sĩ bằng tay. Này không hẳn là cái sai đâu, do mình muốn thử trải nghiệm mới thay vì làm tường rêu hoặc là trồng cây hậu cảnh. Thì khi chăm sóc tường dương sĩ bằng tay này, mình vật lộn rất cực với rêu hại. Phần gần mặt nước gần như là bị rêu chùm đen hết. Đây bạn xem. Nguyên nhân quá rõ rồi, chỗ này sáng quá mạnh so với dương sĩ. Chưa hết, dưới đây, ngay trước lọc ván dương sĩ cũng bị rêu chùm đen. Rồi quay lại trên này, phần bị khuất bên trong. Bạn thấy rõ hơn chưa? Rêu tóc đó. Sở dĩ rêu tóc bị ở mấy chỗ gốc kẹt là do thiếu CO2. Dòng chảy không đưa CO2 tới được phía trong đó. Còn trước lọc ván thì CO2 quá nhiều, dẫn tới rêu chùm đen. Đó là rêu hại ha. Còn chi phí nữa, tường dương sĩ bàn tay tốn tiền hơn rất nhiều so với tường rêu. Mà thời gian để dương sĩ bung ra đẹp được cũng khá là lâu, ít nhất là 6 tháng. Nhìn chung thì mình nghĩ để trải nghiệm hoặc bạn thích độc lạ thì được. Tính khả thi vẫn có, mình chỉ cần giảm sáng lại là sẽ không còn phải gặp rêu hại cho tường dương sĩ bằng tay nữa. Tuy nhiên với chiếc hồ này của mình, việc giảm sáng lại là vấn đề. Tụi dương sĩ bằng tay sẽ cực kỳ vui, nhưng chỗ nền, đám cỏ ngưu mà chiên lại rầu khỏi nói luôn. Đây cũng là cái sai thứ hai của mình, chọn sai cây làm thảm nền. Cây ngưu mô chiên sáng yếu phát triển vẫn được, nhưng để thành thảm cỏ thì không được rồi. Sẽ giống mình vậy nè, lưa thưa vài cọng nhìn thật sự chán lắm. À, dành cho các bạn nào muốn tìm hiểu thêm về cây ngưu mô chiên, bạn có thể xem qua clip chia sẻ kinh nghiệm cách để có thảm cỏ ngưu mô chiên của 8m2 ha. Quay trở lại cái sai thứ hai của mình, nếu mà mình đã chơi tường dương sĩ rồi thì phần thảm nền, mình nghĩ thảm rêu Minifix sẽ hợp hơn với dương sĩ. Cả hai dòng cây đều yêu cầu lượng ánh sáng thấp, lúc này mình sẽ không còn nhức đầu, tự làm khó bản thân cho việc phải cố gắng cân đối, canh chỉnh ánh sáng nữa. Hoặc là mình nghĩ chơi thảm chân châu ngọc trai cũng được. Nhưng với trường hợp giống như hồ mình, thì bạn cần có kinh nghiệm chăm cây chân châu ngọc trai mới được nha. Không là cũng đắm đuối lắm ấy. Cái sai thứ ba của mình, chọn cây làm điểm nhấn nhưng lại không chăm cây đó được. Nghe lạ chưa? Để mình lý giải thêm. Bạn nhìn lại hồ này của mình thử, rồi xem có bị thu hút bởi điểm nào trên hồ không? Mình đoán chắc chắn là không, tại mình đã thất bại trong việc tạo điểm nhấn của hồ này. Nếu đúng như ý định của mình, thì đám cây ráy Nana White sẽ là điểm nhấn chính của hồ, bởi màu trắng độc, lạ, mọi người sẽ bị thu hút khi nhìn liền. Nhưng khổ cái, chỗ cây ráy Nana White khi mình chăm, là bị rửa thân hoài luôn, nên mình thất bại trong việc tạo điểm nhấn của hồ. Bạn thấy đó, nếu chọn cây làm điểm nhấn, để thành công thì cây phải phát triển khỏe, đẹp. Thành ra, bạn buộc phải có kinh nghiệm chăm dòng cây đó, hoặc ít nhất nên tìm hiểu thật kỹ. Nói thêm về việc cây Nana White bị rửa thân, mình làm loại trừ thì còn được 3 nguyên nhân để thí nghiệm thêm. Nào có kết quả mình sẽ chia sẻ tới các bạn sau hen. Ok, đó là ba cái sai của mình khi chọn cây. Nguyên nhân lắc nhắc thì nhiều, nhưng túm gọn lại, cá nhân mình thấy để chọn cây chơi layout, bạn cần quan tâm tới ánh sáng. Lấy tiêu chí ánh sáng làm trọng tâm để khoanh vùng lại, chọn các dòng cây phù hợp với nhau. Vậy thôi,
Hy vọng những chia sẻ về cái sai của mình sẽ là kinh nghiệm hữu ích cho bạn. Cảm ơn bạn đã xem và hẹn gặp lại bạn ở tập khác hen.